thả bước lang thang giữa màn sương 12 giờ khuya đường vắng lặng, không tiếng xe không tiếng người, mấy đèn che lấp để ánh trăng. Rồi bỗng cơn mưa to kéo đến như muốn kêu ta đi về nhà, nhưng mà không hẳn là có ý tốt hay muốn mang thêm sự lạnh giá. Đi tìm men cây để được say, nhưng mà càng say lại càng buồn, cạn hết ly này đến ly khác mà sao càng uống lại càng tuôn. Vậy ngồi vẽ khỏi tình hình trái tim, không cần mẫu không cần khuôn, bởi vì yêu thương đã khắc trong lòng nên có thể show ra mọi tình huống. Thật sự đã buông bỏ tất cả rồi tả hồn trôi theo dòng nước cuốn, đã từng vấp ngã rồi đứng dậy, nhưng mà lần này chắc đi luôn. Rồi yêu đắm say đâu ai hay, phải chia tay dù không muốn, sống từng ngày trong sự cố chấp để rồi hành động như đi cùng hàng hạ thương xét. Lấy nỗi đau bên ngoài quả lấp cái bên trong, nhưng cũng bằng không lại càng đau khi thay vì trừ nó lại cộng. Nếu giữ quá khứ để mà sống, hình bóng còn động lại trong phòng, ký ức còn động lại trong lòng, bờ môi còn động lại hương nồng. Thay vì người bỏ mặc ta từ đầu, cứ để ta sống như vực sâu, cứ sao lại cho ta biết một nghèo, rồi ngay sau đó là niềm đau. Dù người lừa dối nói dối rất nhiều, nhưng ta cũng không trách người đâu. Dù người đập nát